Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với ngoài rabbitsimon. Thì bây giờ mình sẽ xuống chết hộp thư của mọi người. Hôm nay mọi người cho mình cái gì đây? Trời ơi, đang đói để coi món gì. Hôm nay sẽ được ăn món gì từ các bạn? Ồ, cá hồi và quả Quickball. Ok, quả Quickball. Quả này thì theo mình biết á, thì quả nó chỉ dùng được một lần đầu. Thì lần đầu á, tỷ lệ bắt nó rất là cao. Nhưng mà lần 2, lần 3 thì nó sẽ như một quả bóng rất là bình thường, đúng không? Cái quả này cũng khá là hay mọi người ạ. Lỡ biết đâu một quả đầu á, nó sẽ có tỷ lệ bắt được luôn thì sao, đúng không? Được rồi, ăn cái cá hồi. Trời ơi, mình vừa đói luôn. Thì đã cho các bạn được ship đồ ăn cho mình rồi. Ok, thì hôm nay á, mình đang có một dự định á, đó chính là xuống một thành phố dưới lòng đất mọi người ạ. Một thành phố gần như là chưa ai xuống hết. Được rồi, Quả sẽ xuống khám phá bên dưới có con gì. Và hình như mình nghe nói là muốn xuống đó thì chúng ta sẽ tìm Stronghold. Và mình sẽ tìm được cái, mình phải tìm cái viên ngọc và cái viên mắt IN ở mọi người. Thì mình mới có thể xuống dưới đó được. Ok, thì bây giờ mình sẽ qua mình chào mọi người. Để mình sẽ đi làm một chuyến đi săn dưới đó ha. Không làm gì đây? Trời ơi, em đang AFK đây nè, chờ mọi người nãy giờ. Đây. Kiệt đâu rồi? Phải lộn. Chín chuối đâu rồi? Chín chuối nó còn đi vệ sinh. Đây, em thấy nhà anh chưa? Thấy trên nhà anh có gì chưa? Trời ơi, nghĩ mọi người tàn tượng được à. Đây, lên cho coi con tượng của anh nè. Trời, tượng của anh là hơi bị sinh động luôn. Hãy coi kìa, hãy chờ. Trái tim sinh động bây giờ. Gắn motor vô một cái là cái trái tim nó quay quay vòng vòng liền. Ủa, thường ngày thấy qua nó cho nên em mình rồi. Mà sao thấy chưa, giờ này nó chưa qua ta? Em qua nhà nó là em thấy nó đang bị táo bón. Lại là bị đau bụng à. Đúng rồi. Bị đi cầu gì mà mấy ngày liên tục luôn vậy trời, không hết được à. Hôm bữa ai bảo nó dành này quá. Hôm bữa mình đi buffet đó, nó dành nó ăn hết. Đúng rồi, ăn cho lắm vô. Trời ơi, còn có thêm một bao phân trong cái thùng nữa. Thiệt là hết biết được luôn chính này. Trời đất ơi. Hoa hậu thì tiên này. Trời, hoa hậu đồ các thứ nhìn xinh quá trời luôn kìa. Anh muốn mà có rồi, có lần này. Trời ơi, Thanh đi. Trời ơi, làm gì đây? Vừa chui đi cho cô lẹn à. Quá ra là ngắm gái, tôi lại mấy cha nội. Không có ngắm gái đâu nha, người ta ngắm đẹp gái thì ngắm thôi chứ đâu có soi gái đâu. Ơi, đúng là mấy thanh niên lâu ngày mới chia tay người yêu xong rồi đi tìm người mới gì. Không có đâu, chẳng qua là bạn của Seiki đẹp gái quá nên Seiki rủ xem thôi. Đâu gái đâu, có thấy gì đâu trời. Trời ơi, tắt rồi, tắt cái màn hình rồi sao mà thấy được nữa. Trời ơi, tàn là những bạn nữ chỉ thương thôi. Lát nữa gửi hình qua Facebook em nha. Ok, nhắn Facebook nha. Rồi, còn ngày hôm nay là em định bắt cái con gì nha. Hôm nay rồi, lát nữa là hẹn mọi người là lát nữa tôi biết đấu nha. Ai chà, nay chắc là ăn thuốc rồi mới bị thua một bữa chưa sợ hay sao qua dám qua rồi đấu nữa. Ui, gáy các bạn ơi. Hôm nay là lát nữa là mình sẽ cho mấy thanh niên này biết thế nào là lễ độ các bạn ơi. Ok, vậy thì hẹn nhau xíu nữa đi, chúng ta đứng ở đây cũng lộn luôn nha. Mình vừa tới vùng đất của những nữ hoang. Thì vùng đất này đặc biệt ở của nó là toàn là boss không mọi người ạ. Những cái boss này á thì mọi người biết rồi, hoặc là hệ siêu linh hay là những cái hệ mà bóng tối hay sao á thì nó sẽ rớt ra viên ngọc. Và mình đã biết được một cái con này á, tuy rằng nó rất là mạnh nha mọi người, mình nhớ không lầm nó hệ siêu linh đầu thì nó chỉ bị ít 2 đam thôi. Nhưng mà hệ siêu linh đầu á, mình quấn này á sẽ được cái viên mắt, con mắt chứ không phải là con viên mắt mọi người, là con mắt. Thì con mắt này sẽ giúp mình xuống được Stronghold và vào cho mình vào thế giới đó chính là End City. Được rồi, với con này thì mình sẽ dùng hệ rồng hoặc là hệ gót thì mình có thể tiêu diệt được nó một cách dễ dàng. Đầu để mình thử coi. Mình sẽ Z lên, mình sẽ dùng acid đầu bô. Cái chiêu này có thể là một hit chết luôn. Rồi, ok, nếu mình không thì mình chết. Đấy, nó bất cập ở điểm đấy mọi người ạ. Trời ơi, mình nghĩ là cái đội hình mình cũng chết hết đấy. Đây, còn một chiêu gót này. Ok, một cái. Đó, thấy chưa? Mình lại được con mắt và kiểu năng bích Z. Đấy, tiếp theo. Trời ơi, mọi người thấy nó mạnh ghê chưa? Chỉ có Regro Z3 cộng. Trời ơi, chết luôn mọi người à. Thật là khủng khiếp luôn ấy. Wow, mạnh thiệt sự luôn. Ui, con này. Trời, còn có hút máu đó mọi người à. Thề đất luôn, Z3 mình không phải là đối thủ con này. Super Way. Ok, con Eternatus thì được mọi người ạ. Ôi, lần này được con mắt này thôi mọi người ạ. Fairy, hệ tiên. Có 35% máu thôi. Quá là mạnh luôn các bạn ơi. Nó quá là mạnh luôn ấy. Ui, được kẹo nè. Fly và con mắt này. Con này cực kỳ mạnh luôn. Rồi luôn mọi người ạ. À. Ui, ok, được 3 viên mắt mọi người. Ui, good rod nè. Ôi, mấy cái này mình không cần mọi người. Có grass nè. Đó. Ok, mình sẽ dùng bớt con này dùng cho Deathball của con hệ Terror. Tabu mọi người. Trời ơi, Eternatus ra kìa mọi người ơi. Nhưng mà lúc này mình đâu cần đâu. Fairy hệ tiên dùng bớt cái gì vậy trời, quá trời luôn mọi người ạ. À. Ok. Trời, con Eternatus ra mọi người ạ. À. Ở đâu ấy nha. Nó ở gần cái vùng Glowroom Biome mọi người ạ. Ơi, vậy là đâu đâu cái vùng này hay sao á. Nửa tiếng tìm hiểu thì mình cũng mò được tới Stronghold rồi mọi người ạ. À. Nhưng mà bây giờ mình đang gọi là bị lạc ở cái vùng này mọi người ạ. À. Không biết cái đường nào là để đi tìm được cánh cổng mọi người ơi. Nằm nãy cũng làm mấy tiếng đồng hồ để đi tìm cánh cổng. Ôi trời ơi, đây rồi. Wow. Ui, mình gặp con sách ấy nữa nè mọi người ơi. Con này mega rất là đẹp nha. Quýnh con này thử coi. Nó có gì? Đây là chắc là con này canh giữ. Nhìn này nó canh giữ nè mọi người ạ. Để coi, ít power chắc chắn là gì không nổi rồi. Ôi, mình được Emerald, Ruby. Mấy cái này đâu cần dùng làm gì đâu chơi được, đúng không? Đây còn một con này, thường là 2 con canh cổng. Mà nó quá yếu mọi người ạ. Bắt thì cũng được. Nhưng thôi mình sẽ không cần đâu. Được rồi, chúng ta sẽ kết hợp con mắt nha. Ok, mình đã kết hợp được con mắt rồi mọi người ạ. Hay là cánh cổng rồi. Rồi, vào thôi. Được rồi, bây giờ thì mình cần vào ở trong đây để tới được End City nha mọi người. Cái này chỉ là đi end thôi, còn như End City chúng ta phải vào trong cái cục này mới là vào cái End City mọi người ạ. Vì ra thế giới của Pixelmon thành ra là con rồng thì chúng ta sẽ không có nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt block này mình sẽ lên nha. Mình nghĩ không đủ mọi người ạ. Đào thêm đi. Tới đó nó lại thiếu. Được rồi, lúc này dùng con mắt bay vô mọi người ạ. Đó, tới công chuyện luôn. À, mình đã tới được rồi mọi người ạ. Trời, cứ nghĩ là hụt rồi mọi người ạ. Nhưng mà, ôi. Tới được cái vùng remote gateway gì đó mọi người ạ. Trời. Wow. Oh my god. Đẹp thực sự mọi người ạ. Ôi, được rồi, để mình cưỡi Pokemon xuống nào. Bụi xương mọi người ạ. Trời ơi, đẹp giá man con nghe luôn mọi người ạ, nhìn đây. Ôi, ở dưới đây âm thanh rất là ghê rợn luôn. Đẹp quá mọi người ơi, nhìn đây. Wow, những quả cầu biết phát sáng mọi người ạ. Ôi, ở dưới đây âm thanh ghê quá mọi người ạ. Luôn cái vùng này nhìn cực kỳ đã luôn mọi người ạ. À. Rồi, ở trên kia mình trên kia là cánh cổng mình đưa mình tới mọi người. Còn ở đây là âm thanh đồ rất là ghê rợn luôn mọi người ạ. À. Cực kỳ sợ luôn. Nghe y như ai đang giết rắc với mọi người ạ. À. Nghe rẹt. Và ở đây cũng là vùng đất thì mình nghĩ là vùng đất của con hắc ám mọi người ạ. À. Ui, ở đây nhiều cánh cổng để trở về lắm đây. Ok, mình sẽ đi kiếm mọi người ạ. À. Ôi, mọi người thấy gì không? Một cái dòng chữ mới. Một con Regieleki. Ê, con này mới mọi người, hồi đó giờ mình làm mình chưa bao giờ gặp nó mọi người ạ. À. Ơi, như thế này. Ở đâu nhờ? Từ từ, để trên map bản đồ nó hiện lên đó mọi người ạ. À. Đấy, mình nghe tiếng giống như của con qua đình vậy mọi người ạ. À. Xuất hiện cái dòng chữ Regieleki spawn Evitfell Biome là mọi người, là cái vùng này nè. Mà mình vẫn chưa thấy nó được mọi người ạ. chưa hiện trên bản đồ mọi người, mình thấy nó rồi mà nó chưa hiện mọi người á. Đấy rồi, trời ơi, nó bên trên mọi người á. Được lắm. Thì ra là hắn nó bên trên mọi người á. Đây, ui. Rồi, ok. Đây rồi, Thành đi núp đi đâu? Núp trên đây à, không có dễ chuyện dễ đâu. Đấy rồi mọi người ạ. Trời ơi, level có 40 thôi mọi người ạ. Con này hình như nằm ở trong cái bộ Steel, Racket A và Racket kiểu Stone hay sao mọi người ạ. Mình nhớ là Roll hay sao ấy. Được rồi, quả bóng mình sẽ dùng cái quả đầu tiên, quả Quickball mọi người, một quả duy nhất. Quả này tỷ lệ bắt một lần thôi mọi người ạ. Trời, không được rồi. Mình sẽ dùng quả Deathball mọi người ạ. Ôi, cũng không được luôn. Ê, cái màu con này lạ thật sự mọi người ạ. Không bắt được này. Ôi ơi, khó rồi đây. Thì Pixelmon thử coi. Đây là con Pokemon siêu hệ điện mọi người ạ. Action Ultra Ball. Rồi nó free mix luôn, liên tục luôn. Ok, mình sẽ dùng cái quả bóng Deathball thôi. Có vẻ cực như là bay bóng nhanh liên tục đúng không mọi người ạ. Cực như là nó chưa chạm được tới nó đâu, bể bóng đó mọi người ạ. Con này không biết nặng không nhờ. Nặng thì mình sẽ dùng quả Heavy Ball được ấy. Mình dùng quả này coi. Trời ơi, bóng bể liên tục mọi người ạ. Bắt vô nào. Đấy, quăng một kiểu này nè mới dễ rút. Trời ơi, bóng bể liên tục. Vô nào, vô nào. Con này level 40 là mình quýt một cái là chết thôi, nên thành ra mình không quýt mọi người ạ. Đớt bô lại con nào. Trời ơi, nó đập cái quả đớt bô ra nhanh cực kỳ luôn ấy. Kia lại quấn lộn hay sao kìa. Có vẻ bắt con này khá là khó các bạn ơi. Trời ơi, khó quá là khó luôn. Quá là khó các bạn ơi. Bố nào. Rồi nó free liên tục luôn mọi người ạ. Vô nào, vô nào. Trời ơi, khó lắm luôn ấy. Rồi nó free liên tục như vậy là mình chắc mình bắt hết bóng không bắt nó quá. Thôi, dùng Ultra Ball thôi mọi người, nếu mà bắt khó quá, chúng ta sẽ dùng Ultra Ball thôi. Ultra Ball nào. Lên ra mình bắt một quả Quickball với nó coi. Cay thật đó chứ. Bắt bằng này luôn mọi người. Đánh không được thì bắt ông ngoài đây luôn. Vô này. góc này bắt được nó mọi người ạ. Vì ở trong khi mình cũng muốn nó dày nên thành ra ở ngoài đây mình cũng muốn nó vậy luôn cho nó dễ. Với lượng bóng này mình không tin là không bắt được nó đâu. Trời, Heavy Ball rồi Death Ball, mình không biết bây giờ là mấy giờ chứ cái... Bây giờ đang tối mọi người ạ, 12 giờ mọi người ạ. Vô đi. Trời, khó ghê luôn. Lát được có 2 cái thôi là bể bóng luôn mọi người ạ. Cái góc để bắt đã thì mọi người, con này nó không chạy được. Coi nó trâu bò hay là mình trâu bò. Mình nhiều bóng đó, mình không sợ, không ngán con này đâu. Grey Ball thần thánh. Quả này thần thánh lắm mọi người ạ. Trời ơi, không được luôn. Trời, quả này bắt cũng không được luôn rồi mọi người ạ. Thề, mình rất là thích quả này luôn. Nhưng quả này giờ hả, không phải là đối thủ con này rồi. Ô, là trời, cái quả bóng quả này lại bắt được con này mọi người à. Thiệt mọi người luôn, cái quả Rainbow này của mình nó bá đạo thì thôi luôn ấy. Lượng nào cũng là nó hết mọi người ạ. Lượng nào cũng là nó gánh keo hết. Đây nè. Trời ơi. Trời ơi trời, đẹp thực sự mọi người ạ. Ôi, đã ghê chưa. Ui, Regieleki mọi người ạ. Con này là con hệ điện mọi người ạ, nằm trong các cái bộ mà Regieleki, Regieleki mọi người ạ. Đấy, mình chỉ nhớ cái Regieleki, Regieleki hay sao, mình không nhớ cái hệ đất là cái con tên gì, nhưng mà mình nhớ được cái con Steel là A này. Nhưng mà con này là nằm trong bộ mới mọi người ạ. Ồ, rất là đẹp luôn đúng không? Dưới đây nhìn nó quá là trời đẹp luôn. Được rồi, mình sẽ đi luyện level ở đây cũng được mọi người ạ. Ồ, ngon lành luôn. Cho nó lên vị trí số 1 để nó nhận toàn bộ kinh nghiệm nha. Không, mình sẽ luyện kêu ở dưới đây, có mấy con boss dưới đây, mình sẽ quýnh mấy con boss dưới đây mọi người. Rồi đi dưới đây cảm giác ghê ghê mọi người, nhiều cái thứ sợ. Rồi kinh nó một nghe âm thanh sợ không? Trời, mình thấy trên bản đồ này thấy con Pokemon mà. Trời ơi, ui level 3 mấy không mà. Đấy, 3 mấy không, một cái mà không đi này. Ôi, lại có mắt mọi người. Con mắt bây giờ thì mình cũng không cần lắm. Thôi mà lượm cũng được. Để tí TP cho cái chỗ kia đi về. Nè, quýnh con này cũng có mắt nha mọi người. Trời ơi, nó chạy à. Nè, quýnh mấy con này lên cấp rất là nhanh luôn ấy. Mới thấy đây bay đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, level 9. Đây nè. Bằng con này mình phải quăng từ xa mọi người ạ. Teleport chạy luôn mọi người ạ. Quýnh chiêu này luôn. Mình phải tìm mấy con level cao cao hơn một chút để quýnh cái vùng này. Tầm tối gì mà không ra mấy con boss nha. Boss nhưng mình phải ở thời gian rất là lâu nó mới ra mọi người ạ. Ok, một con boss đây nữa mọi người ạ. Mình trở về thế giới thường mọi người ạ. Ở dưới đó luyện cực quá mọi người ạ. Về đây luyện boss nhanh hơn mọi người ạ. Đây, một con boss như này thì ôi, legendary. Thử dùng chiêu này coi. Đào đất chui lên cắn đó. Trời ơi, đúng là kiến cắn inox mà. Trâu quá là trâu. Mình sẽ đổi Tinata. Con này chắc mình nghĩ là nó sợ chiêu lửa mọi người ạ. Boss power cũng có tác dụng. Ơi, nó né luôn hay sao á. Trời ơi, mạnh quá mọi người. Không đúng hệ rồi. Con này hình như có chiêu lửa đúng nhờ. Không có rồi. À đây rồi, Frame Tower mọi người ạ. Đây rồi, một cái đi luôn. Trời ơi, lại được kinh nghiệm. Ok, trời, nhiều quá thôi, không lấy nữa đâu. Nhiều quá. Không lấy. Thôi rồi, cho con này ra. Nãy giờ luyện cũng nhiều rồi mọi người. Còn mớ kẹo cho nó ăn bớt luôn cũng được. đến boss quá trời kẹo. Ai cái này candy L xl l nhỏ x l là nhiều chứ. Cái này thì ăn nó sẽ ít hơn là cái candy mọi người ạ. Candy thì nó ăn một phát là một cấp, mà còn này thì nó ít hơn một tí. Nãy giờ kiếm mà thằng boss để mình lỡ tay mình giết mất tiêu con boss mọi người ạ. Quý đâu. Hôm nay em sẽ dùng đội hình mạnh nhất luôn. À từ từ để coi coi. À thằng này ra, thằng này vô. Đội hình mạnh nhất rồi. Đập nhau ơi. Rồi vô. À trời ơi lại cái con này nữa. Con này hình như là mình phải. Ôi. Ui chết rồi, lỡ Dynamax đầu tiên luôn rồi. Trời ơi, Dynamax trước là coi như là toan rồi. Anh đang để dành Dynamax cho con kia. Ô trời, đem con Siga đi ra. Dynamax kia mạnh dữ vậy? Con này mạnh. Ui. Chuẩn bị nó lại tiến hóa thêm một lần nữa này. Ui. Trời ơi. Mà không ra đám gì. Trời ơi, không kịp Dynamax luôn. Rồi anh bị téo phone rồi. Hôm bữa nhờ của Chín đánh với Chín, anh đã đi chăm chỉ đó đã học Dynamax. À, thôi không sao. Con này thì mình dùng super power luôn. Trời ơi không nổi rồi. Ui trời ơi. Greninja. Được rồi, cho em qua con mới này. Ui, thấy gì chưa? Ôi, thấy dạng đặc biệt không? Ôi màu xanh đẹp nha. Quá. Màu xanh là dạng đặc biệt của nó. Trời anh phải xuống end mới tìm được đấy. Hãy xem đây, chiêu này. Ai rồi, sao lại không ra đám? Trời đau thế. Quýnh một đòn muốn chết luôn. À nhưng trời mà chiêu anh quýnh vào cũng rất là đau đấy nha, không phải đùa đâu. Trời ơi, accessory thử xem. Ui không kịp rồi, hay quá chứ được Greninja luôn. Ai trời ơi. À Snet à. Con này hơi sợ đấy. Được rồi. Thôi kết thúc rồi. Trời ơi, kết thúc này. Được rồi, vậy từ từ con này phải suy nghĩ kỹ, con này rất là mạnh luôn. Chết rồi, không có con vua lực sĩ sao đấm lại con này đây ta. Rồi. Toàn là con. À, sắp thắng rồi. Trời ơi, Eternatus. Ui, quên mất còn con này, để mình hồi máu nữa. Hồi đầy máu ngay. Từ từ đang suy nghĩ chiêu quýnh. Em hồi máu rồi. Đốt lửa không xi nhê rồi. Ui, sao mình hồi máu không được ta? Ui, chết luôn rồi. À, đúng rồi, vẫn là sợ chiêu gót. May quá. Ui, mạnh thế nhờ. À, chết rồi, con gà lửa. Ui, cái hình con gà lửa ở trên đẹp dữ vậy. Đúng rồi, gà lửa của em mà. Đúng là con này con hơi bị xịn nha. Được rồi, đúng là dặm mới nào. Để cho gà lửa tung chiêu có mạnh không? À, gà lửa sợ con này. À, chiêu không phải là sát thương to. Sát hệ rồi. Được rồi, anh sẽ chơi chiêu rồng. Ui, chịu nổi luôn, level 86 mà chịu nổi level 100 luôn. Quá mạnh. Ui, nhưng mà không được rồi. Không nhớ nữa. Con hệ một con này. Nhớ là đó này nó mạnh đó nha. Hệ nước và hệ rồng đúng ta? Không, hệ nước với hệ bay. Hệ nước với hệ bay đúng rồi, con này quên là con này hệ bay giống như là con Charizard nhỉ? Đúng rồi. Chỉ có khác bay như vậy thôi. Đúng rồi. Một đấm này, cú đấm ăn xôi. À, cú đấm ăn xôi. Ui. Yếu thế. Thôi xong rồi. Không xi nhê được với lại Eternatus rồi. Đợt này Eternatus mạnh quá. Trời ơi. À, anh đi gáy to. Tuy là con chim rất là đẹp á, nhưng mà nó đâu có kỵ, mình đâu có sợ con hệ lửa nào đâu mọi người. Được rồi, ok, video này của mình tới đây là kết thúc. Đã trả thù được Seiki lần hồi bữa rồi nha. Được rồi, con này đẹp quá mọi người, con Regieleki quá đẹp luôn. Được rồi, chào mọi người nha. Bye bye mọi người.